Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia dự án là Blockset Fluency, nhận token Blockset các bạn, chạy trên nền tảng của Solana. Để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả của mình, mở cái link form tại Twitter của tất cả các bạn ra các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây thì các bạn follow tại Twitter nè. Các bạn follow dự án nè. Rồi tiếp tục các bạn like. Các bạn copy hashtag này các bạn, mấy hashtag thăng thăng nè. Và khỏi cũng được, các bạn chỉ dẫn cho tôi quyết tăng 3 người bạn vào các bạn. Bạn nào có thời gian thì copy hashtag, còn không có thời gian thì khỏi cũng được. Solana. Rồi các bạn bấm select tôi quyết lại các bạn. Sau khi tôi quyết lại xong thì các bạn mở cái link phong này ra nghe các bạn. Thì mình đã mở sẵn rồi các bạn. Rồi, dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nghe các bạn. Tiếp tục dòng thứ hai thì các bạn điền địa chỉ username tại Twitter của tất cả các bạn, cộng winvnn9 cộng winvnn9. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi là cái link Twitter các bạn, thì các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra nè. Bạn nhấp vào bio của anh cùng nè, bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Username mình nằm chỗ này nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn chia sẻ các bạn dự án đó nè. Bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ với Solana nha các bạn. Thì bạn nào chưa biết tạo ví, mình có một cái video hướng dẫn các bạn tạo ví, xem cái video hướng dẫn tạo ví Sol chứ phải lên mô tả video mình luôn các bạn. Các bạn bấm tiếp tục mở khóa nè. Rồi thì các bạn nhấp vào mục Sol nè, bạn bấm vào nhận được nè, là một cái reset các bạn. Rồi bạn copy địa chỉ ví Sol của mình các bạn, các bạn dán vào đây. Rồi tất cả các bạn kiểm tra lại một lần nữa có chính xác không, nếu chính xác ok tờ Twitter username hết thì các bạn bấm gỡ các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án Blockset Fluency nhận token Blockset, đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tất cả, tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.